Chào mừng các bạn đã đến với bản tin tuần được phát sóng định kỳ trên kênh YouTube của Travel Everywhere. Bản tin mỗi tuần của chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất về du lịch, văn hóa, đời sống trong và ngoài nước. Theo một hãng thông tấn của Hàn Quốc, sự việc xảy ra trên chuyến bay từ thành phố New York, Mỹ đến sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Một nữ hành khách 26 tuổi bắt đầu có dấu hiệu lo lắng sau khoảng 10 giờ bay và sau đó bất ngờ lao đến có ý định mở cửa thoát hiểm máy bay. Tuy nhiên, hành động này đã ngay lập tức bị các tiếp viên phát hiện và kịp thời ngăn cản. Hãng tin cho biết, nữ hành khách đã bị bắt giữ ngay sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon. Cảnh sát cho biết, nghi phạm có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy bất hợp pháp và bị bắt giữ khẩn cấp. Dự đoán người phụ nữ này có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 10 năm hoặc phạt tiền 100 triệu won, gần 1,9 tỷ Việt Nam đồng vì sử dụng ma túy. Vụ việc xảy ra vào hôm 26 tháng 11 tại sân bay quốc tế ở Mỹ. Khi chiếc máy bay vẫn đang đổ ở nhà ga và chuẩn bị khởi hành thì một hành khách mở cửa thoát hiểm, leo canh máy bay nhảy xuống đất. Hành khách này được xác định là một người đàn ông 38 tuổi đến từ thành phố Atlanta và đang phải nằm viện để kiểm tra sức khỏe tâm thần sau khi bị bắt giữ. Cảnh sát Mỹ cho biết không có cáo buộc hình sự nào liên quan đến vụ việc và cuộc điều tra đã được chuyển đến chính quyền liên bang. Đồng thời cho biết người đàn ông này không mang theo bất kỳ vũ khí nào cũng như để lại đồ vật gì trên máy bay. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi kiến nghị lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trình Thủ tướng chấp thuận cho bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2024. Theo đó, điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và bắn tầm thấp tại công viên Văn hóa Đầm Sen. Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nhiều trạm quan trắc ở Hà Nội hiển thị chỉ số chất lượng không khí ở mức rất xấu hoặc nguy hại, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Cùng lúc này, hệ thống tổng hợp ô nhiễm không khí xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ tư trên thế giới, với chỉ số tổng hợp là 199. Theo ban quản lý khu du lịch Fansipan Legend, trong đêm 24 tháng 11, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan giảm xuống còn 0 độ C, xuất hiện sương muối tạo thành lớp băng mỏng. Đây là lần thứ hai hiện tượng băng giá xuất hiện trên đỉnh Fansipan, sau lần đầu tiên hôm 20 tháng 11. Sáng ngày 28 tháng 11, siêu du thuyền Chao Sang Du Yun đã cập cảng tàu quốc tế Hạ Long, đưa 721 du khách tới thăm vịnh Hạ Long và các điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách ở thị trường Trung Quốc tới Hạ Long trong mùa tàu biển 2023. Từ nay đến hết năm, dự kiến siêu du thuyền này sẽ đưa hơn 4.000 du khách Trung Quốc tới thăm Vịnh Hạ Long. Còn nếu tính tới hết tháng 3 năm 2024, siêu du thuyền này sẽ quay trở lại Hạ Long 14 lần, ước tính đưa hơn 12.000 lượt khách tới Quảng Ninh chỉ sau 4 tháng khởi xướng, đề án biến tấu vạn nguyên liệu nấu triệu món ăn Việt của cục du lịch quốc gia Việt Nam và nhãn hàng Magi đã được cộng đồng biết đến, hưởng ứng rộng rãi, trở thành nơi lưu giữ giá trị văn hóa ẩm thực Việt. Đề án được xem là bản đồ sáng kiến ẩm thực với hơn 9.000 công thức và 120 món ngon đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Theo đó, bản đồ góp phần khơi dậy đam mê nấu ăn của nhiều người, tạo cơ hội để họ thử nghiệm các nguyên liệu địa phương, qua đó tìm hiểu văn hóa ẩm thực vùng miền. World Best City vừa công bố danh sách top 100 thành phố tốt nhất thế giới năm 2024, trong đó Hà Nội xếp thứ 96, đứng sau các thành phố châu Á khác như là Tokyo, Seoul, Bắc Kinh, Bangkok. Nghiên cứu đánh giá tổng thể hơn 270 thành phố lớn với dân số hơn 1 triệu người. Tiêu chí xếp hạng dựa vào ba hạng mục lớn gồm mức độ đáng sống, sự thịnh vượng của thành phố và sức hấp dẫn trong việc thu hút phát triển kinh tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ đóng góp nào thì hãy để lại ở phần bình luận và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi bản tin mới nhất của Travel Everywhere. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.